Tuyết Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ Năm 6 tháng 12 năm 2018. Vào ngày hôm qua thì trong một tiếng quân nhạc trầm hùng, linh cữu của cố tổng thống George H.W. Bush đã được đưa vào nhà thờ San Martin ở Houston, Texas vào chiều tối ngày hôm qua, nơi gia đình ông vẫn thường giữ các lễ trước đây. Các giới chức cấp cao của thành phố cùng với nhiều người khác đã đứng đón đoàn xe tang từ phi trường về nơi này. Cựu tổng thống George H.W. Bush qua đời tại tư gia ở Houston vào hôm thứ Sáu tuần qua, sau khi được quàn tại Quốc hội Hoa Kỳ để dân chúng cùng với các giới chức chính trị đến để bày tỏ lòng kính trọng. Buổi tang lễ của ông được tổ chức tại nhà thờ Washington National Cathedral. Linh cữu của ông sau đó đã được đưa về tại Houston. Một đoàn xe lửa đặc biệt sẽ đưa quan tài của ông về khuôn viên trường đại học Texas A&M ở College Station, nơi ông sẽ được an táng trong thư viện của ông, bên cạnh vợ là bà Barbara và con gái nhỏ tên là Rubin, qua đời vào năm 1953 vì căn bệnh ung thư máu. Trước đó, thì cả nước Mỹ đã có cơ hội giả biệt cố tổng thống George H.W. Bush với các lời ca tụng đời cuộc đời tận tụy phục vụ cho đất nước cùng với nhân cách cao quý của ông. Tổng thống Donald Trump cùng với đệ nhất phu nhân của mình cũng đã đến dự tham dự tang lễ, ngồi ở vị trí hàng đầu cùng với ba vị của tổng thống và các phu nhân là các ông bà Obama, Clinton và Carter. Cựu tổng thống George F.W. Bush đã bật khóc vào đoạn cuối của bài điếu văn khi nhắc lại người em gái chết trong lúc 3 tuổi và cả mẹ ông, người qua đời vào hồi tháng 4 năm nay. Theo tin của Reuters, thì giới hữu trách Canada loan báo bắt giữ tổng giám đốc tài chính công ty Huawei Technologies của Trung Quốc và có thể giải giao cho chính phủ Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Canada là ông Ian McLeod nói rằng bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia vào hôm ngày thứ Bảy tuần qua. Tờ Wall Street Journal đầu năm nay loan tin rằng giới hữu trách Mỹ đang điều tra việc công ty Huawei chuyên chế tạo các máy móc điều hành hệ thống mạng cũng như là các máy dùng trong các lĩnh vực viễn thông có thể đã vi phạm lệnh cấm là làm ăn buôn bán với Iran. Bà Mạnh Vãn Chu là con gái của người sáng lập công ty Huawei và cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Công ty Huawei đưa ra bản thông cáo cho biết rằng bà Mạnh đang đổi chuyến bay ở Canada thì bị bắt theo lời yêu cầu của chính phủ Mỹ và đã bị truy tố về một số tội danh ở New York. Huawei nói rằng họ tuân thủ tất cả các luật lệ ở các nơi làm ăn buôn bán, kể cả luật về kiểm soát xuất cảnh và nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, của Mỹ và cả của khối EU. Tờ đại sứ Trung Quốc Ottawa nói rằng nhân quyền của bà Mạnh đã bị vi phạm và đòi bà phải được trả tự do ngay lập tức. Chuyển sang về phần tin tiếp theo, thì hãng thông tấn The Guardian nói rằng Anh sẽ dừng cấp thị thực bậc 1 hay còn được gọi là thị thực vàng cho người đầu tư hàng triệu bảng vào nước này kể từ ngày mai là ngày 7 tháng 12 cho đến khi nào quy định mới có hiệu lực vào năm tới. Loại visa này từng bị chỉ trích nặng nề vì đã mở đường cho những người giàu có ở các nước khác muốn rửa tiền. Quy định mới sẽ yêu cầu những người nộp hồ sơ cung cấp kiểm toán toàn diện về kinh doanh và tài chính của họ, đồng thời cho thấy rằng họ từng quản lý 2 triệu bảng Anh tiền đầu tư ít nhất là trong vòng 2 năm. Ngoài ra, thì các nhà đầu tư để có visa ở Anh sẽ không còn có thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ, mà phải đầu tư vào các công ty Anh đang hoạt động. Hãng thông tấn Reuters cũng vừa loan báo rằng sẽ cắt giảm khoảng 12% tổng nhân viên trong vòng 2 năm tới nhằm giảm chi tiêu, tương đương với khoảng 3.000 người sẽ bị mất việc. Reuters cho biết đã thông báo cho nhân viên về kế hoạch cắt giảm. Trước đó, thì hãng Reuters đã bán 55% cổ phần của các đơn vị tài chính và rủi ro cho một công ty tư nhân có tên là Blackstone Group. Doanh thu của hãng trong đầu năm nay cũng sẽ thấp hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, thì Reuters cho biết rằng hãng cũng sẽ tập trung phát triển vào các tin tức của Reuters News, hiện đang chiếm khoảng 6% doanh số của hãng. Chuyển sang phần tin cuối cùng của điểm tin ngày hôm nay là phần tin về địa phương. Vào ngày hôm qua, thì California cũng đã chính thức trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ, đòi hỏi các nhà mới xây từ năm 2020 trở đi phải có hệ thống năng lượng mặt trời. Ủy ban tiêu chuẩn xây dựng của California đã bỏ phiếu chấp thuận việc đưa quy định về năng lượng này vào tiêu chuẩn xây dựng. Cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm qua đã diễn ra nhằm mục đích là đề ra từ hơn một thập niên nay là có thể giúp cho California sử dụng nhiều hơn năng lượng sạch và có thể tái tạo. Các giới chức năng lượng cũng ước tính rằng việc buộc phải gắn các hệ thống năng lượng mặt trời trên nhà mới xây sẽ làm tăng giá tiền của mỗi căn nhà loại single family lên gần khoảng 10.000 đô la chi phí cho các hệ thống solar và khoảng gần 2.000 cho các kỹ thuật giúp căn nhà tiết kiệm năng lượng nhiều hơn.
Tuy nhiên thì những người ủng hộ giải pháp này nói rằng chi phí đó sẽ tự hoàn trả lại sau 30 năm nhờ vào tiền tiết kiệm điện được tiền. Và đối với những chủ nhà vừa bị cháy và nay đang phải nghĩ đến việc xây lại, thì Giám đốc điều hành Ủy ban Năng lượng California cho rằng họ sẽ có hai giải pháp chọn lựa. Giải pháp thứ nhất là thuê dài hạn các bản hấp thụ năng lượng mặt trời. Giải pháp thứ hai là phải chỉ trả tiền điện sử dụng hàng tháng mà không phải mua các bản này. Vừa rồi là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.